Thưa quý vị, đường lên đỉnh Olympia đã trở nên gắn bó và quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt là các thế hệ học sinh trung học phổ thông. Chương trình Gala 20 năm sẽ cùng khán giả nhìn lại những dấu ấn, câu chuyện thú vị và ý nghĩa trong suốt hành trình đã qua, cũng như những điều mới mẻ ở phía trước. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng VTV kết nối đến với không khí tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Không khí chương trình Gala đầy trẻ trung và sôi động như bất kỳ số đường lên đỉnh Olympia nào trong suốt 20 năm qua. Với chủ đề Tuổi 20 đáng sống, chương trình có sự xuất hiện của nhiều thế hệ thí sinh từng góp mặt tại cuộc thi các năm. Chủ đề của cuộc gặp gỡ Gala đường lên đỉnh Olympia 20 năm đó là chúng ta cùng nghĩ về tuổi 20. Tuổi 20 là một tuổi như thế nào? Một tuổi chắc chắn là đầy sức lực, một tuổi đầy hoài bão, một tuổi người ta cũng có một số trải nghiệm rồi nhưng phía trước là còn rất nhiều ước mơ. Chỉ cần có một ước mơ và có cần một sự quyết tâm, chúng ta sẽ làm được tất cả. Tham gia chương trình, các nhà vô địch, các thí sinh đứng lên đỉnh Olympia chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống và quá trình học tập sau cuộc thi. Đường lên đỉnh Olympia đã mang lại cho các thí sinh những thay đổi tích cực như thế nào sẽ được hé mở trong chương trình chứa đựng nhiều cảm xúc. Mình rất là vui và tự hào khi lại được một lần nữa lại được tham gia chương trình Gala đường lên đỉnh Olympia. Vì trước đấy thì mình cũng đã được may mắn được đi Gala 10 năm, 15 năm và lần này nữa lại là 20 năm. Mình là Olympia năm thứ 7, bây giờ thì Olympia đã sinh nhật năm thứ 20 rồi thì cũng đã rất rất nhiều năm trôi qua kể từ cái thời điểm đi thi. Khá là bất ngờ lại gặp lại những người bạn quen, ví dụ như là chị Nguyên là một đồng nghiệp với mình trong một thời gian khá dài mà hai chị em không biết nhau là cùng đi thi đường lên đỉnh Olympia. Cái hồi mà mình học cấp 3 mà mình đi thi là mới năm thứ 4 thôi và đến bây giờ là đã tận 16 năm rồi. Đường lên đỉnh Olympia là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của thời học sinh. Và lúc nào khi mà nghĩ lại chương trình đường lên đỉnh Olympia thì cũng rất là háo hức muốn gặp lại các bạn ở trong chương trình này. Câu chuyện thú vị, bất ngờ thể hiện sức lan tỏa và tiếp nối của cuộc thi trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam suốt 2 thập kỷ là một điểm nhấn của Gala. Ekip thực hiện chương trình đã nỗ lực tìm kiếm và mang tới nhiều khoảnh khắc đầy cảm xúc. Năm thứ 2 thì tình cờ năm đó có em Phan Mạnh Tân là học sinh trường trung học phổ thông Năng Khiếu Hà Tĩnh. Em Phan Mạnh Tân này là cùng họ Phan với tôi, mà lại là em ngay từ đầu tiên thi là rất là ấn tượng với tôi. Thứ nhất là về ngoại hình, rồi lại rất là giỏi nữa. Cho nên là tôi nhất định là khi mà lập gia đình thì Mạnh Tân để đặt tên cho con mình. Thì khi mà Mạnh Tân được đứng chân trên đường lên đỉnh Olympia thì gia đình rất là hạnh phúc. Chúng tôi đã phải khởi động cái dự án tìm hiểu dữ liệu về thí sinh từ cách đây khoảng nửa năm. Chúng tôi có chia sẻ trong cộng đồng thí sinh Olim. Sau đó thì chúng tôi chia sẻ trên những cái trang mạng và những cái trang mà nó thu hút được nhiều lượng tương tác để có thể hy vọng rằng là sẽ có nhiều những cái bạn thí sinh ở khắp nơi trên thế giới, bạn ấy đăng ký và có những cái câu chuyện sinh động mà chúng tôi có thể sử dụng được trong chương trình Gala. Là cuộc hội ngộ của các thế hệ thí sinh, khán giả, ban cố vấn và ekip thực hiện chương trình, đường lên đỉnh Olympia tuổi 20 đáng sống mang đến nhiều cảm xúc, khích lệ ước mơ chinh phục những đỉnh cao mới. Và rất cảm động sự phát triển rất rõ qua quá trình 20 năm ấy tôi được chứng kiến và cũng có một chút góp phần vào cái sự phát triển ấy. Cho nên chắc chắn chỉ có thể mong đợi, chúc mừng và hy vọng chương trình Olympia sẽ không chỉ 20 mà gấp đôi, gấp ba. Thời gian thiết kế chương trình đường lên đỉnh Olympia có một cái lời chúc cho chương trình, đó là làm sao để chương trình này ít nhất kéo dài được khoảng 20 năm. Lúc ấy tôi nghĩ làm gì có thể có được 20 năm, có thể là 5 năm, 10 năm đã là nhiều lắm rồi. Thế nhưng mà đúng là thời gian trôi qua nhanh quá, đã 20 năm trôi qua. Tuổi 20 là một cái tuổi mà với một người bình thường thì đó là tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Và với một chương trình truyền hình như thế thì chúng tôi rất mong muốn rằng là những cái nội dung truyền tải trong chương trình này nó sẽ được lan tỏa và nó truyền cảm hứng tiếp cho những cái bạn trẻ khác trong cái hành trình cống hiến và phụng sự Tổ quốc. Gala 20 năm đường lên đỉnh Olympia, tuổi 20 đáng sống, phát sóng lúc 20 giờ 10 phút ngày 19 tháng 9 trên VTV1. Mời quý vị chú ý đón xem.